kiến trúc sư của chiến thuật MiG-21 và cuộc đấu trí của các vị tư lệnh. Quý vị và các bạn thân mến, nói đến chiến thắng của không quân Việt Nam trước không quân và hải quân Mỹ không chỉ là chiến thắng của các phi công trong các trận không chiến, mà còn là chiến thắng trong cuộc đấu trí của các chỉ huy không quân Việt Nam trước các tướng lĩnh chỉ huy dày dạn kinh nghiệm được đào tạo bài bản của không quân và hải quân Mỹ. Một trong những nhân vật điển hình chính là Thiếu tướng Trần Mạnh. Để hiểu hơn về kiến trúc sư của chiến thuật MiG-21 này, mời các bạn theo dõi video ngay sau đây của Chân dung lịch sử. Đôi nét về Thiếu tướng Trần Mạnh. Thiếu tướng Trần Mạnh, tên thật là Mai Cao Đa, sinh ngày 1 tháng 5 năm 1928, quê ở xã Bình Hòa, huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định. Học hết thành trung, ông lên học tại Sài Gòn và tích cực tham gia phong trào sinh viên phản đối chương trình lịch sử kiểu thực dân của giáo viên người Pháp. Khi Pháp gây hấn tấn công Sài Gòn Gia Định, ông đã xung phong nhập ngũ. Giai đoạn này, để tránh liên lụy đến gia đình, ông đã đổi tên là Trần Mạnh. Năm 1948, hai tiểu đoàn 307 và 308 chủ lực của Bộ đội Đông Nam Bộ ra đời. Ông được đích thân tướng Đồng Văn Cống điều về làm chính trị viên tiểu đoàn 308 khi mới tròn 20 tuổi. Các chiến binh của tiểu đoàn 308 cùng với tiểu đoàn 307 đã làm nên những chiến công oai hùng, lừng lẫy khắp đồng bằng sông Cửu Long với các trận Tháp 10, Mộc Hóa nổi tiếng, khiến bao nhiêu quân Pháp run rẩy sợ hãi như lời bài hát tiểu đoàn 307 của nhạc sĩ Trần Hữu Chí. Kiến trúc sư của chiến thuật MiG-21. Có trình độ văn hóa, lại giỏi tiếng Pháp, ông đã lọt vào kính ngắm của Cục Cán bộ, Bộ Quốc phòng đang lựa chọn cán bộ chủ chốt để dẫn đầu đoàn học viên bay MiG số 2 và sau đó sẽ bồi dưỡng trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong tương lai của Không quân Việt Nam. Giai đoạn đầu năm 1966, khi mới được trang bị máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-21, ông cùng với các phi công dày dặn kinh nghiệm chiến đấu trên MiG-17 như Trần Hanh, Phạm Ngọc Lan, Nguyễn Nhật Chiêu, Nguyễn Ngọc Độ, Trần Ngọc Xíu, Đồng Văn Đe đã chuyển sang lái MiG-21. Nhưng họ chưa tìm ra được cách đánh phù hợp trên chiếc hung thần trên không này. Đã có hoài nghi hiệu quả chiến đấu của MiG-21 và ý tưởng quay lại lắp pháo và đánh theo chiến thuật của MiG-17. Đúng trong giai đoạn khó khăn đó, ông được bổ nhiệm làm trung đoàn trưởng. Ông hiểu rằng các chỉ huy cấp trên và phi công rất tin tưởng ở ông, không phải chỉ là ở công tác tổ chức và chỉ huy hàng ngày, mà cái quan trọng hơn là câu trả lời cho câu hỏi trung đoàn sẽ tiếp tục đánh theo cách nào, phải tìm ra lối đi mới, cách đánh mới, phù hợp với điều kiện Việt Nam. Và các phi công đánh trận trở về, dù thắng hay bại đều được yêu cầu phải tường trình tỉ mỉ, chi tiết, các phim xạ kích được rửa, in ra và cấp tốc nghiên cứu, giảng bình, tranh luận. Khi nghiên cứu tài liệu tình báo của cả hai phía, Thiếu tướng Trần Mạnh luôn tự đặt mình vào vị trí của các nhà chỉ huy không quân Mỹ, ngồi ở các sở chỉ huy sang trọng và hiện đại ở bên kia bán cầu. Trên bàn làm việc của ông là hàng trăm tập tài liệu, sơ đồ, hình vẽ các trận không chiến đã được các sĩ quan dẫn đường phác họa theo ý tưởng của ông. Những bài học lịch sử giúp ông đi đến một kết luận rằng, một quân đội dù rất hiện đại, một khi kéo quân đi xâm lược nước khác, chắc chắn sẽ bộc lộ những điểm yếu cốt tử. Thiếu tướng Trần Mạnh đã chỉ ra một loạt các yếu điểm đó. Các máy bay Mỹ khi bay vào Việt Nam với đội hình dày đặc khiến công tác hiệp đồng, kể cả liên lạc đối không và khả năng cơ động đều bị hạn chế. Khi bay vào qua biên giới, gặp lưới lửa phòng không dày đặc, buộc phải phân tán chú ý, lại vừa phải đối phó, vừa phải tuân theo hành trình để ném bom trúng mục tiêu. Các máy bay tiêm kích phải bay với tốc độ tương đương máy bay ném bom để yểm trợ, trong khi các máy bay cường kích đeo đầy bom đạn, bay theo một đường bay định sẵn để ném bom một mục tiêu đã định trước, sẽ rất khó xoay sở khi bất ngờ bị tấn công. Đội hình máy bay Mỹ bay vào Việt Nam với cự ly hàng ngàn km, phải tiếp dầu trên không 2 lần, lúc vào và khi bay ra khỏi biên giới, lại không có chỉ huy trực tiếp từ mặt đất. Trong khi phi công Việt Nam nhận được chỉ dẫn của hệ thống chỉ huy mặt đất rất kịp thời, hiệu quả. Sau khi đã định hình tư tưởng cốt lõi cùng các yếu tố liên quan của cách đánh mới, ông tự tin quyết định báo cáo với cấp trên. Trong báo cáo của mình, ông đã dũng cảm phản biện hai vấn đề lớn mà trước đó gần như đã mặc định. Thứ nhất, đề nghị không xin thêm máy bay MiG-21, F-13 lắp pháo. Mặc dù trên thực tế, chỉ sau đó mấy tháng,
các máy bay MiG-21 F-13 đã về Việt Nam. Thứ hai, không đánh theo kiểu MiG-17, đánh quần tại chỗ mà phải đưa MiG-21 đi đánh chặn từ xa. Ông đã dám thẳng thắn nói, nếu bắt MiG-21 đánh quần theo kiểu MiG-17, không sử dụng tên lửa hiện đại, thì chả khác nào thả đại bàng lên trời mà bó chân, buộc cánh của nó. Chẳng khác nào vứt súng đi mà quay lại dùng mã tấu, dao găm. Cách đánh mới, tác chiến của tiêm kích, đánh chặn trong điều kiện Việt Nam là sử dụng lực lượng nhỏ tinh nhuệ, được sở chỉ huy dẫn dắt đi đánh chặn từ xa, với góc tiến vào có lợi cho phi công, chủ động cơ động, tạo thế và đà, đánh thẳng vào đội hình lớn cường kích. Bất ngờ bám sát, phóng tên lửa và nhanh chóng thoát ly, bảo vệ mục tiêu, bảo vệ lực lượng cho lâu dài. Sau khi được quân chủng phê duyệt, Trung đoàn 921 bắt đầu chuẩn bị cho cách đánh mới. Các phi công tài năng của MiG-21 như Phạm Thanh Ngân, Nguyễn Hồng Nhị, Vũ Ngọc Đình, Nguyễn Đăng Kính, Nguyễn Nhật Chiêu, Đồng Văn Đe, Nguyễn Văn Cốc, Đặng Ngọc Ngự được huấn luyện kỹ và sẵn sàng cất cánh. Trận ngày 2 tháng 12 năm 1966 mở đầu bằng chiến công bắn rơi một F-105 và chỉ trong 10 ngày đầu tháng 12 năm 1966, MiG-21 đã đánh 9 trận, bắn rơi 9 chiếc F-105. Có trận bắn rơi 3 chiếc. Đây chính là những chứng minh trên thực tế tính hiệu quả của cách đánh mới, mà sau này nhiều phi công gọi là hình thức chiến thuật nửa đánh chặn của MiG-21. Mọi người suy tôn Trung đoàn trưởng Trần Mạnh là kiến trúc sư, người có công khái quát và nâng lên thành cách đánh của MiG-21. Và đánh giá đây là bước đột phá trong nghệ thuật chiến đấu trên không, là kỳ tích sáng tạo chiến thuật tác chiến của MiG trong điều kiện Việt Nam. Có tác giả gọi đây là chiếc chìa khóa vàng của MiG-21. Cuộc đấu trí của các vị tư lệnh. Tính chất ác liệt của các trận không chiến không chỉ thể hiện ở các màn rượt đuổi của máy bay trên không, mà còn là cuộc đấu trí cân não của các vị tư lệnh bên trong các sở chỉ huy. Trước cách đánh mới của MiG-21, không quân Mỹ đã cho hầu như toàn bộ F-4 dừng bay và thay đổi chiến thuật. Trong chiến dịch Bolo, tháng 1 năm 1967, Đại tá X Robin O, tư lệnh không đoàn tiêm kích chiến thuật số 8, đã cho thực hiện hai thủ đoạn chiến thuật mới. Thứ nhất là cho các tốp F-4 bay giả như đội hình của F-105. Đội hình bay, khối tác chiến điện tử, độ cao, tốc độ và thậm chí cả mật danh cũng của F-105. Thứ hai là cho biên đội nghi binh bay trên cao, đội hình F-4 bay với độ cao thấp phía sau dãy Tam Đảo và phục sẵn chờ MiG cất cánh là lao vào. Sau hai trận bị tổn thất ngay trên đỉnh sân bay Đa Phúc, tuy nhiên, cả 5 phi công đều nhảy dù an toàn và lập tức trở về tham gia trực chiến. Thiếu tướng Trần Mạnh quyết định cho các phi công MiG dừng bay một thời gian để nghiên cứu tìm ra nguyên nhân. Ông rút ra được rằng, cách đánh trên đỉnh sân, vòng tại chỗ đã bị không quân Mỹ nắm được cách đối phó. Vì vậy, phải nhanh chóng chuyển sang giai đoạn 2 của chiến thuật mới. Theo đó, các máy bay đánh chặn sẽ được dẫn đi đánh từ xa, ngoài vòng hỏa lực phòng không. Các biên đội MiG-21 sẽ bỏ qua tiêm kích, lao thẳng vào đội hình cường kích Mỹ còn đeo đầy bom đạn, chưa kịp dàn trận. Quả đúng vậy, theo cách đánh này, riêng trong tháng 5 năm 1967, các phi công MiG-21 đã đánh 7 trận, bắn rơi 7 máy bay Mỹ, mở ra một giai đoạn mới trong hình thành chiến thuật của MiG-21. Trận 23 tháng 8 năm 1967, biên đội MiG-21 Chiêu Cốc, ngoài thành tích bắn rơi được 3 máy bay F-4, ông Nguyễn Nhật Chiêu bắn rơi 2 chiếc, còn sáng tạo lối tấn công đồng thời công kích. Đây có thể được coi là dấu mốc đánh dấu hoàn chỉnh cách đánh của MiG-21, mà nhiều người gọi là chìa khóa vàng giành chiến thắng. Song, các phi công Mỹ không phải là đối thủ dễ bị đánh bại. Hải quân Mỹ và sau đó là không quân Mỹ đã dừng bay, rút kinh nghiệm và tổ chức huấn luyện theo chương trình Top Gun tại sân bay căn cứ Mirana AFB, bang California, nâng cao kỹ năng không chiến, cơ động trên không. Bởi vậy, ông và Bộ Tư lệnh Không quân đã tập trung huấn luyện cho lớp phi công trẻ, tài năng mới tốt nghiệp từ Liên Xô về. Những người vận dụng sáng tạo cách đánh mới của MiG-21 và đánh thắng không quân, hải quân Mỹ trong chiến dịch Linebacker 1 và 2 năm 1972. Năm 1976, ông Trần Mạnh được điều sang làm Tổng cục trưởng Tổng cục Hàng không. Với nhãn quan chiến lược, việc đầu tiên mà ông kiên quyết triển khai chính là giành lại quyền quản lý, điều hành vùng khai thác bay FIRHCM. Những biến động phức tạp tại Biển Đông vừa qua cho thấy tầm nhìn xa của lãnh đạo Việt Nam, trong đó có đóng góp quan trọng của Thiếu tướng Trần Mạnh từ những năm 1980.
Chỉ trong vòng hơn 10 năm, Thiếu tướng Trần Mạnh đã thể hiện bản lĩnh tầm nhìn, cùng ban lãnh đạo hàng không đặt những viên đá tảng đầu tiên đưa hàng không Việt Nam phát triển. Bên trong vẻ bên ngoài hiền lành, giản dị, đặc chất Nam Bộ của ông là trái tim nhân hậu, là tài năng, bản lĩnh và nhân cách của một vị tướng. Nhìn xa, nghĩ sâu, chấp nhận mạo hiểm bản thân để đem lại lợi ích cho đất nước, nhưng vẫn luôn gần gũi với nhân dân và đồng đội. Với những cống hiến của mình cho sự nghiệp của đất nước, Thiếu tướng Trần Mạnh được tặng Huân chương Quân công hạng nhì 3, Huân chương Chiến công hạng nhì 3, Huân chương Chiến thắng chống Pháp hạng nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất nhì 3, Huy chương Quân kỳ quyết thắng, Huy chương vì sự nghiệp hàng không Việt Nam, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Chân dung lịch sử xin khép lại video bằng lời nhận xét của nhà báo Vũ Thành về Thiếu tướng Trần Mạnh. Nếu như mỗi chiến công bắn rơi máy bay Mỹ, các phi công và chỉ huy được tặng một huân chương, thì ngực áo của Trần Mạnh, người chỉ huy hàng trăm trận không chiến thắng lợi, chắc không còn chỗ để đeo huân chương. Bạn cảm nhận như thế nào về Thiếu tướng Trần Mạnh? Hãy để lại ý kiến của bạn xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ những video tiếp theo của Chân dung lịch sử nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!